Chào các bạn, trong cái video hôm nay mình hướng dẫn các bạn làm hình nền kiểu gợn sóng các bạn. Thì mình sử dụng một cái effect là wave warp. Các bạn sẽ kéo cái hình nền xuống cho mình để các bạn lấy cái độ dài cũng như là cái mô hình. Thì các bạn wave warp là các bạn gõ cái lệnh ở wave warp đây, đó này các bạn. Các bạn sẽ kéo vào trong hình này. Đó, thì các bạn đầu tiên thì các bạn sẽ nhìn thấy nó như vậy. Thì ở đây thì các bạn sẽ sử dụng cái on F cho mình thì nó không bị như vậy, nhưng mà các bạn sẽ thấy là nó được như thế này này, đúng không? Đó, thì ở đây thì các bạn cần phải thiết lập cái thông số, cái này các bạn cho nó nhỏ lại, tức là đây là cái chiều cao và đây là cái độ rộng của nó, cái bước sóng của nó, các bạn nhìn thấy này. Đó, ok chưa? Đấy, các bạn thấy không ạ? Thì ở đây thì các bạn đây là nó đang 90 độ, các bạn cho nó về 0 hoặc 180 thì nó sẽ trên xuống hoặc dưới lên. Đó, các bạn thấy không ạ? Tương đối ok đúng không ạ? Đó. Các bạn sẽ trông nó rất là hay ha. Đó. Đó, thì đây là tùy cái cách, còn trong đây có một số cái thông số các bạn có thể sử dụng này là nó như thế này, đúng không? Các bạn có thể cho nó to ra một chút xíu thì các bạn có thể sử dụng một cái hình nó rất là hay. Còn đây là cái tốc độ, các bạn có thể cho nó về 0.2 thì nó sẽ chạy chậm lại đấy các bạn, đúng không? Cái này có thể các bạn cho nó tăng lên đó, để cho nó giãn như thế này đấy, các bạn nhìn thấy là nó trôi kiểu như thế này này, đúng không ạ? Này cũng khá là hay. Còn đây là cái tọa độ, cái đó các bạn có thể kéo nó về như thế này thì đến theo hướng đó, theo hướng. Còn các bạn nhập 58 thì lại sang bên hướng dưới đó, các bạn thấy không? Đó, các bạn kéo như thế này đó. Đấy, các bạn có thể làm nhiều kiểu nó khác nhau ha. Không thiếu như thế này, đúng không? Các bạn 90 thì nó như thế này đó. Đây là các bạn kéo nó về như thế này thì nó dày hơn, đúng không? Đấy, còn đây là cái độ lệch của nó, các bạn cho tăng lên cho nó lệch như thế này, đúng không ạ? Ok, còn trong đây thì có một số cái như thế này để tùy cái phong cách các bạn làm nó như thế nào không? Đó, các bạn thấy không ạ? Đây các bạn cho về 10 nhé. Đấy, các bạn thấy không? Tùy cái phong cách các bạn thôi, cái này các bạn để đi 1. Đấy. Đấy, tùy các bạn, cái này thì có thể các bạn sử dụng nhiều cái cách khác nhau để các bạn làm việc. Đấy, ok, thì trong đây thì các bạn có thể sử dụng nó như vậy thôi, đó cũng rất là hay. Ok, đây nữa các bạn này. Đó, ok chưa? Đó, noi ha, noi thì có thể các bạn cho nó tăng lên thì nó sẽ được như vậy. Các bạn cho nó 11 thì nó hơi bé, các bạn cho tăng lên nữa, đúng không? Đó. Đó, ok chưa? Các bạn cho to lên thì nó đỡ, nó kiểu dăm kiểu đấy. Đó, ok chưa? Đó, để tùy cái sở thích các bạn thôi. Ok, đó, rồi đây nữa. Đó, ok chưa? Rất là hay. Đó, đây là các bạn sử dụng cái wave warp để làm cái hình nền nó động động kiểu như thế này. Rồi, chúc các bạn thành công.